Làm sao để không lãng phí tiền khi tham gia các khóa học? Hay nói một cách thô thiển hơn là làm sao để không mất tiền ngu khi mà đi tham gia các chương trình đào tạo? Xin chào bạn, tôi là Đăng Dương. Thật là chớ trêu khi mà tôi là một người đang đi dạy người khác về những kỹ năng trong marketing bất động sản nhưng lại làm một video như thế này. Lý do vì sao? Vì Dương trực tiếp trải nghiệm những lớp học hàng trăm triệu rồi vài trăm nghìn cũng có hết cả rồi. Và Dương cũng đang đào tạo nên mình cảm nhận được là có những người mà sẽ cần video này. Họ xem xong video này ấy, thì cho dù là ngày mai, ngày mốt họ đi học cái chương trình nào đấy ở trên internet hoặc là ở những cái hội trường trực tiếp ấy, thì họ cũng đều đưa ra được những cái quyết định đúng đắn trước khi mà họ xuống tiền. Nên Dương làm video này để chia sẻ với anh chị nào mà chúng ta đang có ý định đi học. Nhưng mà trước tiên ấy, là chúng ta hãy đặt ra một cái câu hỏi là thế tại sao học 12 năm rồi, học thêm 5 năm đại học nữa mà bây giờ vẫn phải đi học à? Học gì mà học nhiều thế? Thế thì chúng ta có thừa nhận với nhau là trong trường đại học ấy là đào tạo về tư duy, về chiến lược, nói chung là về kiến thức. Nhưng mà rất nhiều trường đại học thiếu đi những cái kỹ năng, những cái chuyên môn thực hành cụ thể là thiếu nhá, rất thiếu luôn ấy. Chẳng hạn như trước đây Dương học ngành điều khiển tàu biển, tức là lái tàu ấy. Nhưng mà mình cũng đã được lái nhiều đâu, chưa được lái nhiều nên là lúc mà ra trường đi làm, đi tàu ấy, vẫn lúng túng lắm. Và coi như là những cái năm thứ nhất, năm thứ hai mà khi thực tế đi làm, đi lái tàu ấy, mới là cái thời gian thực hành thực sự của mình. Vậy thì có nhiều ngành nghề mà trường đại học không có thực hành kỹ, nên là khi họ đi làm thì họ cần phải học thêm về cái kỹ năng liên quan sâu đến thực hành. Đấy là lý do thứ nhất là phải đi học này. Lý do thứ hai là có nhiều người là họ học phổ thông và họ học đại học là một chuyên môn này, nhưng đến khi mà ra ngoài đời họ lại làm chuyên môn khác. Bản thân Dương đây, học điều khiển tàu biển, sau đó ra đi tàu bôn ba trên biển được 3 năm thì mình về mình nghỉ, mình chuyển sang công việc bán hàng. Có biết gì về bán hàng đâu thì lại phải học bán hàng. Rồi khi mà bán hàng thì mình gặp vấn đề là không có khách hàng, thì mình lại phải học về marketing để có được khách hàng. Điều này thì một trường đại học hàng hải chuyên ngành điều khiển tàu biển không thể dạy Dương được, nên bắt buộc Dương phải đi học. Hoặc là trường hợp như bạn editor của Dương, bạn ấy học đại học ngoại thương, nhưng mà bây giờ bạn ấy lại thích công việc là làm video, bạn ấy chỉnh sửa video cho Dương. Thì rõ ràng là đại học ngoại thương không dạy cách chỉnh sửa video, nên bạn ấy phải đi học thêm. Nên là điều hết sức bình thường là tại sao học mười mấy năm rồi mà bây giờ vẫn còn phải học. Và khi mà chúng ta đi học, nó sẽ có những cách học nào? Cách học đầu tiên là mình có thể mua sách để mình đọc này. Mua sách về đọc thì một cuốn sách nó chỉ 100-200 nghìn thôi, thì chi tiền nó cũng không đáng kể, không ngại. Hoặc là mình xem những video miễn phí ở trên các nền tảng video ấy, họ hướng dẫn làm việc này, hướng dẫn làm việc kia rất là chi tiết. Nhưng có những người chỉ đọc sách hoặc là chỉ làm video là họ đã làm được rồi. Tuy nhiên thì có những người thấy rằng đọc sách vẫn chưa đủ, làm video vẫn chưa đủ, và họ mong muốn cái gì đấy nó nhiều hơn, nó cụ thể hơn, nó chuyên sâu hơn, thì họ bắt đầu tham gia những khóa học trả phí. Và lúc này thì vấn đề mới bắt đầu phát sinh đây này. Cái chuyện là mình lãng phí tiền hay là mình không lãng phí tiền ấy, nó sẽ ở đây, là ở cái khâu là chúng ta chọn người để học. Vì chúng ta không có tiêu chí chọn người để học, và chúng ta thậm chí là còn không biết được bệnh tình của chúng ta là gì, nên chúng ta dễ dàng bị mất tiền, gọi là mất tiền ngu ở chỗ này. Thì cái giải pháp là như nào? Có hai cách. Cách một là không đi học những cái lớp mất tiền nữa, mà tự xem trên YouTube đi. Dương rất là hay xem YouTube, ngày mình cày YouTube 1-2 tiếng là chuyện bình thường. Đấy là cách một nhá. Cách đấy là không mất tiền, nhưng mà bù lại mình mất thời gian, và mình cũng phải trả giá cho cái việc là xem quá nhiều nội dung ấy, thì nó bị rối lên rồi cuối cùng cũng không biết bắt đầu từ đâu. Thì đấy là cách một, là mình xem free sau đấy mình làm. Cách hai là mình đi học. Vậy thì nếu mà đi học ấy, thì có cái cách học nào mà nó hiệu quả hay không? Cái tiêu chí này, lựa chọn khóa học này, đầu tiên là chọn người dạy. Chưa cần biết là ông ấy dạy cái gì, nhưng mà mình chọn người dạy. Làm như thế nào để mình chọn được người dạy? Thì mình sẽ chọn người đã có kết quả để dạy mình. Mình tưởng tượng như này nhá, mình muốn thi đỗ đại học
thì đương nhiên mình phải tìm một ông nào đấy mà ông ấy cũng đã đỗ đại học rồi, đồng thời là ông ấy cũng giúp người khác hoặc dạy người khác đỗ đại học rồi. Thì đấy là mình tìm người có kết quả trong cái chuyên môn đấy để mình học. Hoặc là bạn đi chữa bệnh cũng thế thôi. Bây giờ có hai bác sĩ, một bác sĩ là chuyên chữa bệnh tim và một bác sĩ là chuyên chữa bệnh tai. Thế bây giờ bạn thấy tim bạn có vẻ hơi đau đau, bạn đi khám tim, thế bạn sẽ gặp bác sĩ chữa về tai hay là bạn sẽ gặp bác sĩ chữa về tim? Đương nhiên là bạn phải gặp bác sĩ chữa về tim, đúng không? Nhưng chưa hết, mình gặp bác sĩ chữa về tim rồi thì mình cũng phải xem là ông bác sĩ chữa tim tên là A với ông bác sĩ chữa tim tên là B thì ông nào đã có kết quả là giúp được nhiều người bệnh chữa được về bệnh tim rồi. Một ông mới tinh, chả biết ông này là ai cả, thấy cũng truyền thông mạnh nhưng mà cũng chưa thấy ông ấy chỉ ra là ông ấy chữa được cho người nào. Còn một ông thì cũng không gọi là truyền thông mạnh nhưng mà ông này ông ấy có tiếng là chữa được cho người này rất nhiều người. Vậy thì ấy, cho dù nhà cái ông mà chữa được nhiều bệnh này ấy, ở trên núi, bạn gọi là trèo đèo lội suối, bạn cũng sẽ tìm đến tận nhà ông ấy để bạn được xin ông ấy chữa bệnh, đúng không nào? Vậy thì cái tiêu chí đầu tiên khi mà đi học là phải tìm được cái người dạy mà họ có kết quả. Rồi, đấy là xong nhá. Nhưng chưa hết này, tìm được người dạy rồi ấy, còn phải xem cái cách dạy của họ như thế nào nữa cơ. Cách dạy thì bạn đi học những cái lớp như vậy, bạn sẽ thấy có những cách dạy như sau. Đó là 100 người hoặc là 1.000 người hoặc là vài chục người thôi vào trong một cái không gian. Nó có thể là một phòng Zoom, nó có thể là một cái hội trường chẳng hạn. Sau đấy thì người dạy sẽ nói là để làm được việc này thì bạn cần điều 1, điều 2, điều 3, điều 4, gạch ra tất cả cái điều mà bạn cần làm và đó là xong, đúng không? Có thể là xong 3 ngày, 5 ngày, thế là xong chương trình. Và bây giờ bạn về nhà, bạn làm theo những điều tôi dạy đi. Đó, thế là xong. Vậy thì sẽ xảy ra cái điều gì? Sẽ xảy ra điều là có người họ làm được và có người thì không làm được. Lý do vì sao? Lại quay trở lại, ví dụ về câu chuyện là ôn thi đại học đi. Bây giờ một chàng trai học lớp 12 đến gặp một người hướng dẫn đào tạo về ôn thi đại học thì cái chàng trai này ấy khả năng đỗ rất là cao nếu như mà được gặp một người ôn thi luyện thi giỏi. Thế nhưng mà một cái học viên khác đang học lớp 10, bạn ấy mới học lớp 10 thôi, bạn ấy đến gặp cái anh này và anh này ôn thi luyện thi thì rõ ràng là việc đào tạo một cái ông lớp 12 với đào tạo một cái ông lớp 10 thì ông lớp 10 là khó hơn. Mình đang nói mặt bằng chung nhá, chứ không tính những thằng lớp 10 nhưng mà học xuất sắc thì đào tạo ông lớp 10 là khó hơn vì ông lớp 10 còn thiếu đi cái kiến thức nền tảng của lớp 11, lớp 12 ông ấy chưa được học. Nhưng mà chưa hết, cũng có ông ở đang cấp 2, 6, 7, 8, 9 cũng đến gặp đấy. Thầy ơi, bây giờ thầy chỉ cho em cái cách đỗ đại học ấy. Thế thì ông chưa học cấp 3 mà ông đã đến ông đòi là học cái cách đỗ đại học. Chưa hết, có ông đang tiểu học, trình độ tiểu học nhưng mà lại muốn thì đỗ đại học. Rồi có ông thì trình độ mẫu giáo nhưng mà cũng muốn đỗ đại học. Và cái kiểu dạy là kiểu dạy đại trà ấy, tức là trình độ của mày là mẫu giáo, tiểu học, cấp 2, cấp 3 thì gom hết ở đây. Đấy, bây giờ tao dạy cho mày cái cách làm giải toán để đỗ được đại học. Thế thì những cái bọn mà nó cấp 3 thì nó lợi thế, còn mấy ông tiểu học hay mẫu giáo thì thôi là ngắc ngứ luôn rồi, đơ luôn rồi. Và những cái ông mẫu giáo đấy ấy, mấy ông cấp 1 ấy là rất dễ bị rơi vào tình trạng là bị ngáo kiến thức. Một là học xong là sao? Không hiểu gì luôn, đơ luôn. Hai là kiểu như là mình biết hết rồi, sau đấy thì ngáo, sau đấy thì làm những cái điều do là nó thiếu nền tảng nên là làm cái điều nó không đúng, nên là không có kết quả. Vậy thì chúng ta cần phải được tư vấn hoặc là cần phải được cố vấn về cái level của chúng ta, xem là bây giờ bạn đang ở tiểu học cái gì thì bạn cần làm cái điều này để bạn lên được level trung học. Bạn đang ở trung học, bạn cần làm điều này để lên được level phổ thông. Bạn đang mẫu giáo thì thôi, bạn làm điều này đi để bạn lên được cấp 1 đã, sau đấy thì bạn mới lên cấp 2, cấp 3. Chứ bạn mà ôn thi đại học ngay là bạn dở đấy. Thì đấy là chúng ta cần phải được người dạy chúng ta, khám chúng ta, sau đó thì đưa ra cái phương thuốc phù hợp cho chúng ta. Quay trở lại ví dụ về bác sĩ đi. Bạn có thấy có bệnh viện nào mà gom 100 bệnh nhân vào, ví dụ là bệnh nhân có triệu chứng là tôi bị đau dạ dày quá, xong bắt đầu gom 100 bệnh nhân có triệu chứng đau dạ dày vào một chỗ, xong bắt đầu thuyết trình,
Bây giờ nhá, bệnh đau dạ dày ấy gì? Bây giờ bác là bác về bác, không phải bác mà mọi người luôn, mọi người về khám ăn cái này, uống cái này, uống cái thuốc này, chữa như thế này, như thế này, như thế này. Đấy, xong rồi mọi người về, mọi người làm theo điều tôi hướng dẫn đi. Thế thì như vậy là những cái người mà triệu chứng họ nhẹ, họ uống thuốc thì cũng được. Nhưng những người mà họ bị triệu chứng nặng thì sao? Cần phải cấp cứu thì sao? Dạ dày ví dụ xuất huyết bên trong rồi thì sao? Đúng không? Vậy thì bạn thấy ở các bệnh viện ấy, mặc dù là có đông đến mấy đi chăng nữa, không bao giờ bệnh viện gom hết các bệnh nhân lại. Sau đấy thì nói là bệnh tai thì phải là như này, bệnh dạ dày thì phải như này. Mà bác sĩ sẽ khám từng người, từng người, từng người, từng người một. Ok, bây giờ bác là đau chỗ này gì rồi? Bây giờ bác đến cái phòng này, bác chụp, bác chiếu như này, bác cầm kết quả về đây cho tôi. Sau đấy thì tôi kê cho bác đơn thuốc. Còn với những trường hợp mà bị nặng hơn thì tôi nhìn vào đây là kết quả xét nghiệm này, bác bị nặng, bây giờ bác phải đi vào bác cấp cứu luôn. Vậy thì cái người dạy chúng ta ấy, phải hiểu rằng chúng ta đang ở level nào và chúng ta cần bước tiếp lên cái nấc thang tiếp theo nào. Đấy nhá, thì khi mà bạn đi chọn người dạy ấy, thứ nhất, chọn người có kết quả trong cái ngành đấy. Thứ hai là bạn xem bạn có được tư vấn về những việc mà bạn cần phải làm, về tình trạng của bạn và nấc thang tiếp theo mà bạn cần đạt được là gì hay không. Một cái ý nữa này, đó là khi mà chúng ta đi học ấy, thì chúng ta cũng phải hiểu, ban đầu thì chưa hiểu, nhưng sau khi được tư vấn rồi thì chúng ta cần phải hiểu là trình độ của chúng ta, nền tảng của chúng ta đang ở mức nào, và chúng ta lúc đó thì chúng ta cần nghe lời khuyên của bác sĩ. Bác sĩ bảo đau dạ dày, được rồi, bệnh của bác thì cũng chưa phải là phẫu thuật đâu, nhưng mà bác về bác uống thuốc, bác kiêng khem cho em, sau đấy thì bác hạn chế sử dụng chất A, chất B, chất C. Thế nhưng mà không nghe lời bác sĩ, về sau bắt đầu uống thuốc được 2 hôm, sau bắt đầu là cứ chơi mấy cái chất kích thích vào, thế là bệnh nó nặng hơn. Nên là chúng ta cần, sau khi được khám rồi thì chúng ta cần tuân thủ theo cái đơn thuốc, theo cái lộ trình của bác sĩ hoặc là lộ trình của người tư vấn hướng dẫn cho chúng ta, và tránh trường hợp là bị FOMO. FOMO có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là bạn học trong một lớp học như này. Dương sẽ lấy ví dụ cụ thể trong lĩnh vực marketing bất động sản nhá. Thì ví dụ thầy giáo bảo là anh em chạy quảng cáo đi. Thế bây giờ mình chưa làm được cái video, xong bắt đầu mình còn ăn không lên đội, nói không nên lời, thì mình cũng chạy quảng cáo thì chạy kiểu gì? Thì cũng bấm xong rồi cũng mất tiền ngu. Hoặc là lại phải ngồi bây giờ chạy quảng cáo như nào nhỉ? Học về chạy quảng cáo. Học về chạy quảng cáo thì coi như là cái thời gian đấy nó bị chìm vào trong cái việc là chạy quảng cáo, và nó khiến mình mất thời gian, trong khi đó mình chưa cần phải chạy quảng cáo. Mình chỉ cần làm những cái công việc hiện tại thôi, cộng với việc là mình luyện cái kỹ năng làm video, mình nói, mình thuyết trình về một cái bất động sản ở đấy mà mình đang cần bán hoặc mình đang cần môi giới. Thế thôi. Nhưng mà bây giờ bảo là thế thì quảng cáo đi, hoặc là thầy giáo bảo là làm hệ thống bán hàng đi, hoặc là làm cái gì đấy đi, thì cũng bắt đầu là lao vào làm thế. Thì đấy đó là FOMO. Cái thằng giỏi rồi ấy thì nó học quảng cáo được, hoặc cái thằng nó có cái tư duy nền tảng rồi thì nó học được và nó đi nhanh hơn. Nên là chúng ta cần phải hiểu rằng khi mà chúng ta chưa có cái tư duy nền tảng thì chúng ta cần phải gọi là có được, trang bị được những cái kiến thức cơ bản trước hoặc những cái kỹ năng cơ bản trước. Ví dụ nhá, khi mà Dương đào tạo về xây kênh bất động sản ấy, thì nó sẽ có cái level ấy. Level đầu tiên là bạn phải có cái niềm tin về việc là bạn làm video, bạn xây kênh là bạn sẽ build được thương hiệu và tìm được thêm khách hàng. Phải có niềm tin. Sau khi có niềm tin rồi thì bắt tay vào làm. Làm cái gì trước? Làm cái video trước. Làm 1 video, 2 video, 3 video, 5 video, 10 video. Làm đến lúc mà ra được giao dịch. Sau đó thì mới bắt đầu mình chuyển sang việc là mình tối ưu về các nền tảng. Có thể ban đầu mình chỉ lựa chọn một nền tảng thôi, nhưng sau này thì mình bắt đầu mình nhân ra nền tảng A, nền tảng B, nền tảng C. Nhưng mọi thứ nó bắt đầu từ cái video trước. Không bao giờ là học những cái kỹ năng mà nó quá xa vời đối với một người học viên mà còn thiếu nhiều đi kiến thức nền tảng. Rồi, như vậy là video này thì Dương cũng đã nói hết được những cái tâm sự mà muốn gửi đến hai nhóm người. Nhóm người thứ nhất là có thể do nền tảng đề xuất, hoặc là do bạn yêu quý mà bạn xem được video của Dương đến khúc này. Mặc dù bạn không làm trong lĩnh vực bất động sản, bạn vẫn xem được đến khúc này. Thì hy vọng rằng nếu như bạn có tham gia các khóa học ấy, trong cái lĩnh vực của bạn, trong cái ngành nghề của bạn ấy, thì hãy
lựa chọn theo cái tiêu chí mà Dương vừa chỉ. Đầu tiên mình biết mình thiếu gì, cần gì. Còn một khi đã không biết ấy, thì mình cần phải được tư vấn, cố vấn từ cái người mà mình học. Đồng thời ấy, là mình phải lựa chọn người mà đã có kết quả trong cái ngành, trong cái lĩnh vực đấy để đào tạo mình. Vì đằng nào cũng bỏ tiền, tại sao không bỏ một khoản tiền vào nơi xứng đáng. Và nhóm thứ hai mà Dương muốn chia sẻ đến là các anh chị em học viên của Dương luôn. Anh chị em học viên nào mà đang học các chương trình của Dương ấy mà chưa được cố vấn, chưa được khám chữa bệnh ấy, thì ngay lập tức là liên hệ với các trợ lý để được tư vấn, để được cố vấn. Bởi vì những bạn mà đã được tư vấn, đã được cố vấn ấy, thì các bạn ấy đang cắm đầu cắm cổ vào làm rồi nhá. Nên là đây là cái video này là gửi đến hai nhóm anh chị em như vậy. Và cảm ơn anh chị em, chúc anh chị em chúng ta sẽ lựa chọn được những chương trình đào tạo mà nó thực sự giúp cho anh chị em bứt phá trong cuộc sống cũng như là trong lĩnh vực kinh doanh của anh chị em. Hẹn gặp lại anh chị em trong các video lần sau. Nếu cảm thấy video này thực sự hữu ích thì hãy chia sẻ nó cho các đồng nghiệp của anh chị em. Xin chào.